chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình DNRTV cập nhật trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Chương trình DNRTV cập nhật trưa nay, thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2024 sẽ gồm các nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng Nai tiếp tục các hoạt động thiết thực giúp nhân dân các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3. Hôm nay bắt đầu tháng cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Người cao tuổi phát huy vai trò tuổi cao gương sáng. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng sớm nay, bão Rathon đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 trong năm 2024. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, 184-201 km/h, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Theo dự báo hiện tại, bão Rathon không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Những ngày tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của bão số 5, ở vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao từ 7-9 m, biển động dữ dội. Để chủ động ứng phó với diễn biến ảnh hưởng bão số 5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có công điện đề nghị các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay cho đến cuối năm 2024, trên Biển Đông có thể sẽ có 1 đến 2 cơn bão có nguy cơ ảnh hưởng đến nước ta. Giải pháp hạn chế các thiệt hại do bão lũ nói riêng và thiên tai nói chung vẫn là phòng hơn chống. Việc nâng cấp gia cố các công trình phòng chống thiên tai, đầu tư trang thiết bị, con người cho công tác dự báo đúng để từ đó đưa ra các kế hoạch ứng phó phù hợp nhằm giảm thiểu các thiệt hại. Tiếp tục các hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc bị bão lũ. Chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ tiếp nhận nguồn lực do các tổ chức cá nhân trong tỉnh ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của 10 đơn vị doanh nghiệp, bao gồm tiền và hàng hóa với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Cụ thể, công ty Ajinomoto Việt Nam ủng hộ 300 triệu đồng, cùng một số hiện vật, công ty cổ phần Skavi ủng hộ 300 triệu đồng. Tập thể người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Avensis Multitech Việt Nam ủng hộ 270 triệu đồng. Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai ủng hộ 200 triệu đồng và hàng hóa. Công ty trách nhiệm hữu hạn thép CAH Việt Nam ủng hộ 155,1 triệu đồng. Hội hưu trí Aribank khu vực Đồng Nai ủng hộ 100 triệu đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ủng hộ 105 triệu đồng và nhiều tổ chức doanh nghiệp khác. Đây là tấm lòng cũng là thể hiện trách nhiệm của các tổ chức doanh nghiệp trước khó khăn hoạn nạn của đồng bào miền Bắc. Đồng Nai có nhiều nhà đầu tư Cosam Đồng Nai chúng tôi cũng là một phần của xã hội. Chúng tôi muốn chia sẻ khó khăn cùng với Việt Nam. Hỗ trợ lần này của chúng tôi mong muốn Việt Nam nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão Sagi gây ra và nhanh chóng hồi phục kinh tế. Và sau này chúng tôi tiếp tục đồng hành tỉnh Đồng Nai phát triển hơn nữa. Chủ trương của tập đoàn luôn luôn là có cái sự đóng góp và có cái sự trách nhiệm đối với cộng đồng, về môi trường, về xã hội. Đó thì đây là một cái dịp để mà doanh nghiệp đóng góp một phần cái trách nhiệm của mình vào trong cái việc mà khắc phục trong cái quá trình mà đã xảy ra nhiều cái sự cố thiên tai như thế. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang đã gửi lời tri ân những tấm lòng nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức doanh nghiệp đã chung tay cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ người dân miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cam kết những nguồn lực do các tổ chức cá nhân ủng hộ sẽ được tỉnh Đồng Nai chuyển tới các địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai một cách kịp thời và đúng đối tượng. Dự kiến trong tháng 10, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Theo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tính đến 17 giờ chiều qua, thông qua hai số tài khoản đã công bố và ủng hộ trực tiếp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã nhận sự ủng hộ của trên 3.500 tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền là trên 66 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết thực đã được gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 1 tháng 10, người dân trên cả nước có thể đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID mà không phải đến trực tiếp Sở Tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy trình là 3 ngày làm việc. Bộ Tư pháp cho biết sẽ thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Như vậy, bên cạnh phương thức yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, thành phố, công dân có thể thực hiện thủ tục yêu cầu cấp phiếu trên ứng dụng VNEID. Theo quy trình, việc thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID gồm 10 bước. Công dân có thể thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ và kết quả phiếu lý lịch tư pháp điện tử tại ứng dụng VNEID, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, thành phố và cổng dịch vụ công quốc gia. Cũng từ hôm nay 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Đồng Nai sẽ bắt đầu thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Theo đó, cùng với việc tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố sẽ tập trung xử lý phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho các em học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển, độ tuổi và giấy lái xe phù hợp. Trong đó tập trung vào các hành vi như điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, không đội nón bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy dàn hàng ngang, đi ngược chiều của đường một chiều, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Công an tỉnh lưu ý mọi học sinh vi phạm đều bị gửi thông báo về nhà trường để xử lý giáo dục. Trước đó, trong tháng 9 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cũng tuyên truyền an toàn giao thông cho hàng ngàn học sinh, giáo viên của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Chương trình tiếp tục với các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch số 313 về phát triển ngành hoa cây cảnh trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Mục tiêu xây dựng ngành hoa cây cảnh từng bước phát triển bền vững gắn liền với chế biến, du lịch, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập cho người sản xuất. Dự kiến đến năm 2025, diện tích hoa cây cảnh trên toàn tỉnh đạt 709 ha và tăng lên 856 ha vào năm 2030. Giải pháp để thực hiện mục tiêu trên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức sản xuất về khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án nông nghiệp đô thị vùng Tây Nam về hình thành vùng chuyên canh sản xuất và cung ứng bonsai, cây cảnh, hoa lan, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thành lập hoạt động sản xuất kinh doanh hoa, cây cảnh, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất hoa, cây cảnh phát triển, hình thành chuỗi. Huyện ủy Thống Nhất vừa tổ chức hội nghị công bố công khai cổng thông tin điện tử đảng bộ huyện. Sau gần một năm tiến hành chạy thử nghiệm, cổng thông tin điện tử đảng bộ huyện Thống Nhất đã được thành lập với tên miền truy cập tại địa chỉ dongnai.dcs.vn/thongnhat. Cổng thông tin điện tử đảng bộ huyện Thống Nhất trên mạng Internet là nơi cung cấp thông tin chính thống về chủ trương, đường lối của đảng cho tổ chức đảng, đảng viên và người dân, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong công tác xây dựng đảng, đồng thời cho phép liên kết, tích hợp các thông tin, dịch vụ và ứng dụng, qua đó cán bộ, đảng viên và người dân có thể khai thác sử dụng. Tại trường tiểu học Phú Thạnh, huyện Nhân Trạch, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức chương trình trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10 1930, 15 tháng 10 2024 và 25 năm ngày dân vận cả nước. Theo đó, đoàn đã trao tặng 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do Ban Dân vận Tỉnh ủy vận động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa hỗ trợ.
Tại văn phòng khu phố 10 phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Ủy ban nhân dân phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa vừa tổ chức lễ khánh thành không gian văn hóa vui chơi dành cho trẻ em với các trò chơi dân gian như ô ăn quan, cầu tuột, ném banh, v.v. Công trình có diện tích khoảng 100m², được thiết kế và thi công trong vòng 6 tháng với tổng kinh phí gần 75 triệu đồng, được Ủy ban nhân dân phường vận động Mạnh Thường Quân tài trợ. Ngoài ra, phường cũng giới thiệu không gian văn hóa đọc với 300 đầu sách gồm truyện thiếu nhi, sách tham khảo và sách lịch sử, tạo điều kiện cho người dân và các em thiếu nhi tham gia đọc sách vào mỗi buổi sáng và chiều tối. Công trình nhằm góp phần khuyến khích trẻ em rèn luyện thể chất, trí tuệ và nuôi dưỡng thói quen đọc sách. Thưa quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 10, ngày quốc tế người cao tuổi. Với tinh thần tuổi cao, gương sáng, trong những năm qua, Hội Người Cao Tuổi thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Qua đó, người cao tuổi tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng địa phương giàu đẹp, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Thời gian vừa qua, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều hoạt động cũng như là chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên người cao tuổi, qua đó góp phần xây dựng hội người cao tuổi ngày càng vững mạnh. Với hơn 50.000 hội viên sinh hoạt tại 30 chi hội cơ sở, những năm qua, cán bộ hội viên người cao tuổi thành phố Biên Hòa luôn thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động con cháu, gia đình và dòng họ chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, giữ gìn nền nếp gia phong, thực hiện nếp sống văn minh trong đời sống xã hội. Trong năm nay là phải nói là cái hội viên mới mà được mà coi như là tham gia đó là phải nói là gần 50 hội viên tham gia, cho nên là cái sĩ số của người cao tuổi cũng tăng lên với cái số lượng. Còn nói về chất lượng thì 4 chi hội hoạt động rất đều tay, chi hội nào cũng có tổ chức những cái việc thăm hỏi nè, rồi tổ chức cho các hội viên tham gia các cái hoạt động vui chơi. Là đội ngũ cán bộ từ phân tổ hội trở lên phải đầy đủ, gắn với cái tổ nhân dân, để mục đích của nó là gì? Để nắm cái nhu cầu của người cao tuổi được chăm sóc, phải nắm chắc cái chỗ đó. Cái thứ hai là quỹ vốn, xây dựng quỹ. Thì phường Long Bình Tân thì hàng năm chúng tôi là vận động được khoảng 180 triệu. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, các cấp hội đã chú trọng xây dựng và duy trì các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Đến nay toàn thành phố đã thành lập được hơn 30 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể thao dân vũ, thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi và nhân dân tham gia, qua đó tạo sân chơi bổ ích, sống vui, sống khỏe cho người cao tuổi, đồng thời tạo môi trường sống, sinh hoạt, lành mạnh, góp phần xây dựng khu dân cư, văn hóa, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Mở cái lớp là văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, rồi câu lạc bộ dưỡng sinh, các mô hình hoạt động các câu lạc bộ để làm sao cho người cao tuổi trên địa bàn thành phố, hội cơ sở 30 phường xã có cái sân chung để sinh hoạt. Từ đó giúp các cụ là có chỗ là tập trung để cùng nhau là trao đổi cái kinh nghiệm vốn quý của người già đối với gia đình, đối với xã hội. Với những hoạt động thiết thực, người cao tuổi đã ngày càng phát huy vị thế, vai trò của mình trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Qua đó cũng góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nhân dân, góp phần thúc đẩy công tác chăm sóc người cao tuổi, thực hiện chủ trương toàn xã hội chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình DNRTV cập nhật trưa nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.